Máy cắt plasma chắc hẳn là thiết bị không còn xa lạ với anh em thợ cơ khí. Nếu bạn đang muốn sở hữu một chiếc máy có công suất vừa đủ dùng, cắt nhanh, giá cả phải chăng, thì đừng ngại tham khảo sản phẩm HK Kết 40 của Hồng Kỹ nha. Máy cắt plasma HK Kết 40 được nhận diện bằng màu vàng tươi tắn. Ở một mặt bên của máy có logo Hồng Kỹ và dòng chữ Made by Việt Nam. Phía trên có một tay sách được làm rất chắc chắn. Tay sách này giúp người dùng di chuyển máy dễ dàng và thuận tiện hơn. Bộ phụ kiện đi kèm theo máy bao gồm súng cắt plasma cùng dây cáp kết nối dài 4m, kẹp mát cùng dây cáp kết nối dài 3m, khớp nối nhanh đường ống khí nén. Máy cắt plasma HK Kết 40 có trọng lượng 6,5kg, sử dụng điện một pha 220V, khoảng dòng cắt từ 20 đến 40A, cắt tốt trên vật liệu thép từ 1 đến 6mm và khả năng cắt đẹp trên vật liệu thép tối đa là 6mm với vận tốc cắt tay 60cm/phút. Hiệu suất chu kỳ làm việc đạt 80% ở 30 độ C, nên HK Kết 40 có thể cắt liên tục ở 40A trong môi trường nhiệt độ bình thường trong vòng 8 phút mà không báo quá nhiệt. Ngoài những tính năng thông thường thì máy còn được tích hợp các tính năng thông minh giúp người dùng làm việc hiệu quả. Đèn LED báo hiệu khi thiết bị quá nhiệt, quá dòng. Có chức năng báo hiệu và bảo vệ thiết bị khi nhiệt độ bên trong máy tăng cao hơn so với nhiệt độ cho phép. Báo hiệu khi nguồn điện cấp vào không ổn định và bảo vệ thiết bị khỏi tình trạng quá dòng. Thời gian khí ra sau khi ngắt hồ quang cắt giúp kéo dài tuổi thọ của các bộ phận xuống cắt plasma. Trang bị bộ lọc cùng đồng hồ kiểm soát lưu lượng khí nén, đồng thời sử dụng khớp nối nhanh giúp khả năng kết nối từ bình khí nén vào máy chặt và nhanh hơn. Vừa rồi chúng tôi đã tiến hành test máy HK Kết 40, mọi người thấy được cắt thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nha! Nếu quan tâm hoặc có nhu cầu sở hữu máy cắt plasma HK Kết 40, hãy liên hệ hotline 1900 636 536 hoặc để lại thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn tận tình.